Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa phối hợp cùng chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đồng chủ trì hội nghị đối thoại chính sách, tăng cường hợp tác quốc tế và phối hợp đa ngành về kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Có hơn 20 tỉnh thành tham dự hội nghị trực tuyến. Hội nghị nhằm mục đích nâng cao nhận thức của các bên liên quan về vai trò của kinh tế tuần hoàn đối với các mục tiêu phát triển trong ngành nông nghiệp. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, đồng thời là một giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững, hiệu quả nhằm triển khai các cam kết quốc tế, nhiệm vụ quốc gia về phát triển kinh tế xanh. Vấn đề là cần tạo động lực thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp. Đáp ứng các yêu cầu về phát triển bền vững và các yêu cầu về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, nó đang là một hướng đi quan trọng để hàng hóa của Việt Nam có thể thích ứng được với những yêu cầu mới ở các thị trường xuất khẩu. Và đặt trong cái bối cảnh đó thì rõ ràng cái tư duy của chúng ta khi nhìn vấn đề phát triển kinh tế tuần hoàn thì chúng ta có phải nhìn cái góc độ là làm thế nào để tạo được động lực về mặt kinh tế cho các doanh nghiệp, cho người lao động để họ có động lực tham gia và hưởng lợi từ cái mô hình kinh tế tuần hoàn. Các chuyên gia đánh giá sản xuất nông lâm thủy sản ở Việt Nam đang tạo ra hàng trăm triệu tấn phế phụ phẩm mỗi năm. Đây là nguồn tài nguyên khổng lồ nếu làm nông nghiệp tuần hoàn. Chúng ta có đến độ khoảng 160 triệu tấn phế phụ phẩm. Đấy là một cái lượng phế phụ phẩm khổng lồ mà chúng ta hoàn toàn để tận dụng. Thứ nhất là để chúng ta giảm thiểu được những tác động xấu tới môi trường. Và thứ hai là chúng ta có thể tạo ra những giá trị kinh tế mới, tạo ra việc làm mới, tạo ra những cái cảnh quan mới về môi trường cho người dân, vừa có thu nhập và vừa được thụ hưởng. Hội nghị này cũng chia sẻ các mô hình thực hành tốt về kinh tế tuần hoàn, định hướng các ngành hàng nông nghiệp chủ lực và thị trường cho phát triển kinh tế tuần hoàn. Các bên cùng nhau nhất trí cam kết thúc đẩy hợp tác quốc tế và phối hợp đa ngành về nông nghiệp tuần hoàn, sẵn sàng chia sẻ trách nhiệm thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu và mục tiêu net zero của quốc gia.